Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 15 phút của chương trình Sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị, thoái hóa khớp luôn là vấn đề được quan tâm sâu sắc của ngành y hiện nay do tính phổ biến và hậu quả của bệnh đối với bệnh nhân, xã hội và nền kinh tế. Mặc dù có nhiều phương pháp điều trị khác nhau, tuy nhiên liệu pháp huyết tương dầu tiểu cầu tự thân đã mở ra một hướng mới để điều trị thoái hóa khớp. Phương pháp tiêm huyết tương dầu tiểu cầu đã và đang phát huy tác dụng trong điều trị hiệu quả thoái hóa khớp gối, mở ra nhiều hy vọng cho bệnh nhân khi tránh được những biến chứng gây tàn phế ở những trường hợp bệnh nặng. Và để hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị này thì chương trình ngày hôm nay đã mời tới trường quay thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Phó trưởng khoa thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào MC ạ. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia của chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngắn giới thiệu về thoái hóa khớp gối. Thoái hóa khớp là một trong 10 bệnh mãn tính không lây, thường gặp ở người cao tuổi. Bệnh không trực tiếp gây tử vong nhưng gây ảnh hưởng nhiều đến sự vận động, gây đau đớn và tàn phế cho người bệnh, điều trị tốn kém. Thoái hóa khớp là quá trình mang tính quy luật của tổ chức sụn, các tế bào, tổ chức ở khớp và quanh khớp. Tuổi càng cao, tổn thương thoái hóa càng nặng và gây giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. À vâng, thưa bác sĩ, lời đầu tiên là xin cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Với những cái thông tin mà clip vừa mới đưa ra thì thoái hóa khớp hiện nay là một bệnh khá là phổ biến. Vậy thì nguyên nhân nào thì dẫn tới cái tình trạng này ạ, thưa bác sĩ? Vâng, thưa quý vị khán giả, thoái hóa khớp thì hiện tại chia làm hai nguyên nhân. Nguyên nhân là nguyên phát và nguyên nhân thứ phát. Nguyên nhân nguyên phát thì thường liên quan đến theo tuổi tác, tức là theo dần dần theo tuổi khi con người lớn tuổi hơn. Mà cũng không riêng gì khớp đâu, kể cả các cơ quan khác cũng có cái hiện tượng thoái hóa, lão hóa dần dần, đấy là nó quy luật của tự nhiên. Thế còn nguyên nhân thứ hai gọi là nguyên nhân thứ phát, tức là nó ngoài cái vấn đề tuổi tác thì nó có yếu tố có tác động khác, ví dụ như là cái cấu trúc của khớp nó không được bình thường, hoặc là những người sau khi chấn thương mà đã hồi phục, ví dụ như là gãy xương hoặc là tổn thương ở phần khớp thì đã có những cái điều trị để nó trở lại trạng thái nhưng mà nó không được bình thường như trước, hoặc là một số các bệnh lý như bệnh gút, bệnh viêm khớp dạng thấp đấy, và một số các bệnh khớp khác thì nó là cái yếu tố mà nó thúc đẩy làm cho cái quá trình mà thoái hóa khớp nó nhanh hơn bình thường, nó nặng hơn bình thường, thì đấy gọi là thoái hóa khớp thứ phát ạ. Tuy nhiên mà việc phát hiện sớm và điều trị thì sẽ chỉ có ý nghĩa nếu như mà người bệnh có thể nhận thức và hiểu rõ được căn nguyên của căn bệnh này. Và nhiều người thì hiện nay vẫn đang nhầm lẫn giữa thoái hóa khớp với những cái bệnh xương khớp khác nhau. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái thông tin cụ thể hơn về những cái biểu hiện của chứng bệnh này để người bệnh cũng như là khán giả có thể nắm rõ được không ạ? Vâng. Câu hỏi mà tôi hay gặp cái nhầm lẫn nhiều nhất ấy, đấy là bệnh nhân hỏi là bác sĩ ơi, tôi bị bệnh gút hay bệnh khớp? Tôi xin giải thích luôn. Cái bệnh gút hoặc là bệnh khớp thì cái gút nó cũng là một bệnh khớp đấy, nhưng mà gút là nó một cái chẩn đoán chắc chắn xác định và nó nằm nhỏ hơn, nó nằm trong một nhóm bệnh khớp đặc hiệu. Triệu chứng của thoái hóa khớp nó thường là tiến triển từ từ đấy, nó nhẹ, nó tăng dần, có thể có lúc có lại lúc không, nên là rất dễ bị bỏ sót. Căn bản thì người ta cũng vẫn lao động, vẫn làm việc được đấy, chỉ thỉnh thoảng có những lúc khó chịu, đấy là giai đoạn sớm của bệnh nên thường bị bỏ qua, bỏ sót. Nên là khi bệnh nhân mà đến khám là đôi khi bệnh nó là giai đoạn muộn hơn và điều trị nó sẽ khó khăn hơn. Vâng. Trong cái thời tiết giao mùa như hiện nay thì bệnh này thì càng trở nên trầm trọng hơn. Và như chủ đề chương trình mà chúng ta vừa mới chia sẻ vừa rồi là hiện nay có cái liệu pháp là tiêm huyết tương dầu tiểu cầu, nó đã và đang phát huy những cái tác dụng nhất định đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái liệu pháp này trong cái điều trị thoái hóa khớp được không ạ? Vâng. Huyết tương dầu tiểu cầu ở đây thì gọi đầy đủ hơn gọi là huyết tương dầu tiểu cầu tự thân. Huyết tương thì là một cái thành phần ở trong máu, nó gồm thường nó có màu vàng nhạt trong suốt, nó hòa tan nhiều thành phần ví dụ như protein này, albumin này, các nguyên tố điện giải này và nhiều các thành phần khác nữa, ví dụ như hormone vân vân. Thế thì cái huyết tương dầu tiểu cầu là cái huyết tương gồm những thành phần như chúng tôi vừa trình bày và có thêm cái thành phần của tiểu cầu, và cái tiểu cầu này đã được làm dầu lên từ 2 cho đến 8 lần, tức là gấp 2 lần đến 8 lần trong máu bình thường. Đấy, khi đó gọi là huyết tương dầu tiểu cầu. Đấy, cái thành phần huyết tương dầu tiểu cầu này, đấy, sau khi mình đã tách chiết này, hoạt hóa này, tạo ra được một cái huyết tương thành phẩm, đấy, để thành một cái chế phẩm, lúc đấy mình dùng để tiêm vào các vị trí, các bộ phận để mình điều trị.
Đấy, như vậy thì sẽ gọi là cái phương pháp sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị. À, vâng, có thể nói là một phương pháp hiện đại đúng không ạ? À, vâng, thưa quý vị, với sự phát triển của công nghệ và tiến bộ của y học thì ngày càng có nhiều ứng dụng của các yếu tố huyết tương cho con người trong quá trình điều trị. À, phương pháp này thì đã được chứng minh là hiệu quả và an toàn, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Anh Nguyễn Mạnh Thắng ở thị xã Phú Thọ bị viêm khớp háng cách đây một năm với các biểu hiện đau vùng thắt lưng, đi lại vận động khó khăn. Sau khi thăm khám, anh được các bác sĩ tại khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tư vấn điều trị bằng phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu. Sau hai đợt tiêm, triệu chứng đã không còn, vận động đi lại được dễ dàng hơn. Đầu năm 2020, tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì được bác sĩ đã điều trị cho tôi bằng cái phương pháp tức là tiêm huyết tương là giàu tiểu cầu. Đấy. Thì đến nay là bệnh của tôi là cũng đã thuyên giảm. Thời gian qua, khoa nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tiêm huyết tương giàu tiểu cầu cho nhiều bệnh nhân. Các bệnh nhân đều cải thiện tình trạng bệnh rõ rệt. Phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu còn được gọi là giải pháp an toàn tối ưu cho những người bệnh thoái hóa khớp giai đoạn đầu. Đặc biệt, hiệu quả với những bệnh nhân gặp nhiều tác dụng phụ do dùng thuốc kháng viêm, giảm đau. Có những nghiên cứu đánh giá về điều trị bằng cái huyết tương giàu tiểu cầu, hiệu quả của nó trên lâm sàng cũng như là cái tính an toàn. Thế thì cái quan trọng nhất là nó làm giảm các cái triệu chứng của các cái biểu hiện như đau hoặc là viêm, và một cái yếu tố mà các cái phương pháp khác là không đạt được, đó là có khả năng kích thích, tăng cường cái khả năng tái tạo cái sụn và có thể hình thành các cái mạch máu tân tạo. Với tác dụng vượt trội của phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu, phương pháp điều trị mới này đã và đang mở ra nhiều hy vọng cho bệnh nhân thoái hóa khớp hiện nay. Vâng ạ, chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng ạ. À, vâng, thưa bác sĩ, cái phương pháp tiêm khớp khác ấy, thì thường hay để lại những cái phản ứng phụ. Và vậy cái phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu này khi mà tiêm vào khớp thì nó có ưu điểm lợi thế hơn nào hay không ạ? Vâng. So với phương pháp tiêm thuốc chống viêm thông thường thì huyết tương giàu tiểu cầu nó có những ưu điểm. Thứ nhất là rất an toàn. Bởi vì là thành phần của huyết tương giàu tiểu cầu là được lấy tách chiết từ chính cơ thể của người bệnh. Đấy. Nó rất ít các thành phần đưa ngoài vào đấy, nó chỉ có một ít thành phần đấy là thuốc chống đông. Vâng. Như vậy là gần như là không có cái nguy cơ mà gây phản ứng dị ứng. Vâng. Hoặc là sốc. Vâng. Đấy, cái khả năng đấy là rất thấp. Vâng. Cái thứ hai nó là trong huyết tương giàu tiểu cầu ấy, nó có các thành phần là các yếu tố tăng trưởng đấy, một số các thành phần có vai trò có tác dụng chống viêm đấy. Khi hai cái thành phần này khi mình tiêm vào khớp thì nó cũng gần như không có tác dụng phụ gì cả. Vâng. Đấy. À, cái ưu điểm của nó nữa là nó một loại phương pháp điều trị mà nó có thể giúp phục hồi được cái tổn thương đã có. Đấy, đó là một cái ưu điểm khá là lớn mà hiện tại thì chúng tôi thấy là có cái huyết tương giàu tiểu cầu này và có cái phương pháp tế bào gốc là có khả năng. Thế còn những cái phương pháp khác thì chủ yếu điều trị chống viêm, điều trị các triệu chứng mà nó không có khả năng phục hồi tổn thương. À vâng. Có thể nói là bác sĩ cũng vừa chia sẻ cái độ an toàn cũng như là cái tính ưu việt của huyết tương giàu tiểu cầu. Như vậy thì không biết là tất cả bệnh nhân mà bị thoái hóa khớp thì đều được chỉ định tiêm cái huyết tương này vào khớp hay là có những cái đối tượng cụ thể nào được chỉ định sử dụng cái phương pháp này ạ? Vâng. Cái huyết tương giàu tiểu cầu thì có độ an toàn rất là tốt và có cái hiệu quả cũng khá. Tuy nhiên là cái huyết tương giàu tiểu cầu này cũng chưa được ứng dụng quá rộng rãi và cũng không phải bệnh khớp nào cũng phù hợp. Đấy, ở cái bệnh lý cơ xương khớp thì hiện tại huyết tương giàu tiểu cầu đang được ứng dụng nhiều nhất là trong điều trị thoái hóa khớp gối. Thế ngoài ra còn trong các trường hợp ví dụ như viêm các điểm bám gân, đấy một số vị trí như ở lồi cầu xương cánh tay, đấy một số các vị trí điểm bám gân ở vùng khớp vai, đấy hoặc là ở vùng bàn tay thì đã được sử dụng và có những cái báo cáo và có những hiệu quả khá là tốt. Hiện tại tại Bệnh viện Phú Thọ, Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng đã ứng dụng để điều trị trong trường hợp có thoái hóa khớp háng hoặc là có cái hoại tử tròn xương đùi. Đấy, thì cũng đã thấy có những cái hiệu quả
rất là tích cực. Dạ vâng. Vậy thì một cái liệu trình điều trị huyết tương giàu tiểu cầu này thì nó kéo dài bao lâu ạ? Và người bệnh sẽ cần phải lưu ý những điều gì ạ? Trước khi mà thực hiện được cái điều trị huyết tương giàu tiểu cầu này thì cần khám đánh giá chính xác là bệnh của bệnh nhân là bệnh khớp loại nào, nó ở mức độ nào. Ví dụ cụ thể là trong trường hợp thoái hóa khớp gối chẳng hạn, thì cái huyết tương giàu tiểu cầu này nó có ưu việt nhất trong cái giai đoạn bệnh là giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của thoái hóa khớp gối. Về cái liệu trình điều trị nói chung thì hiện tại chúng tôi đang áp dụng đấy là cái phương pháp mà tiêm huyết tương giàu tiểu cầu 3 lần trong một cái đợt điều trị. Đấy, mỗi một lần là sẽ cách nhau một tuần. Đó. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một số những cái lời khuyên dành cho bệnh nhân cũng như là những người nhà chăm sóc với những bệnh nhân mà điều trị bằng cái phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu này được không ạ? Vâng. Trước khi điều trị thì bệnh nhân sẽ được khám xét đầy đủ để đánh giá về mức độ giai đoạn bệnh, được chuẩn bị một số các vấn đề ví dụ như là xét nghiệm để đảm bảo các tiêu chuẩn, ví dụ như là chất lượng của tiểu cầu này, rồi các bệnh toàn thân khác có ảnh hưởng hay không, nhưng mà chỉ định tương đối rộng rãi và nó không có nhiều cái chống chỉ định bằng là tiêm thuốc chống viêm corticoid thông thường. Đấy, sau khi tiêm thủ thuật huyết tương giàu tiểu cầu xong thì bệnh nhân cũng nên được nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng cái khớp hoặc cái gân mà có cái tổn thương mình vừa điều trị. Thứ hai là giữ gìn vệ sinh nó sạch sẽ cái vùng tiêm, mình tránh những nước bẩn nó dính vào để cho nó Nhiễm phòng trùng cái vâng. nhiễm trùng. Vâng. Và quan trọng là theo dõi cái hiệu quả điều trị và liên hệ lại với bác sĩ để khám trong quá trình theo dõi nó đạt hiệu quả cao nhất. Một cái yếu tố nữa của huyết tương giàu tiểu cầu mà khác cái tiêm khớp thông thường kia là sau khi mình sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu thì mình nên tránh nhóm thuốc mà có cái ức chế miễn dịch dạng như corticoid chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả. Vì vậy mà nên tuân thủ tốt, và khi mình mắc bệnh hoặc dùng một số cái thuốc điều trị khác liên thì nên liên hệ với bác sĩ để được hướng dẫn dùng thuốc nó phù hợp nhất. Thế còn dinh dưỡng thì có phải chú ý điều gì không ạ? Về cái chế độ dinh dưỡng trong bệnh lý cơ xương khớp thì nó không ngặt nghèo bằng các bệnh như tim mạch, rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên là bệnh nhân cũng nên ăn uống hợp lý, nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, chọn những thực phẩm an toàn, bổ sung canxi đầy đủ để cho hệ xương khớp nó phát triển tốt. Cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị, quý vị hãy lưu ý rằng là một lối sống lành mạnh, tập trung vào thói quen rèn luyện thân thể, ăn uống điều độ là chìa khóa giúp bạn kiểm soát bệnh lý cơ xương khớp. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và như thường lệ là một bí quyết sống khỏe.